Ê, sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa như vậy? Nhìn hấp dẫn quá. Nó là vô duyên. Mê gái cá trận. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đấy. Chết liền, trong khi bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên quá. Quá vô duyên luôn, hết như lực khổng. Trời ơi. Là sao body em sexy thế? Đó, tự nhiên nói làm ta mà ông vậy phải vô duyên. Nguyên nhân này à, vậy bây giờ nàng có nằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Có, đúng rồi. Rồi á, nương tử nói như thế nào vậy nha? Trả lời sao? Nói, dạ, thiếp bằng lòng đó mà. Ồ, tôi ghét mà. Em là Mai Bảo An và 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí. Còn em? Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật. Lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Public, là lúc đó giờ em đang học bên đó. Cái em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé bầu trời. Cái em nói trời ơi, sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa như vậy, nhìn hấp dẫn quá. Lúc đó là em tính phóng qua, em xin làm quen rồi, nhưng bị cản trở nên không qua được. Là lúc đó thầy đang dạy, nhưng mà tới khi hết tiết thì không ai cản trở được nữa. Phóng qua liền, phóng qua liền. Rồi, ngay số điện thoại và Yahoo liền luôn. Là cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình đó là vô duyên. Mê gái cá trận. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đấy. Chết liền, trong khi bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên quá. Dạ. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm. Mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không? Hết như lực khổng. Trời ơi. Nào là sao body em sexy thế? Đó, tự nhiên nói làm ta mà vậy phải vô duyên. Cũng may mà chưa lột guốc ở quánh á. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng khoái. Em vẫn rất là khen mình nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau? Dạ ngay tối đó luôn. Sao hơi sốc vậy đó? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ em yêu anh trước luôn á. Ủa sao vậy? Em cái câu chuyện này nó ngộ nghĩnh. Dạ nó hấp dẫn. Ông người có sốc không à? Trưa đó là em xin số điện thoại, thì xong là chiều đó về là cái đầu em chat, cái đó em dò trúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của Kim Dung rồi đó. Kiếm hiệp đâu. Bạn này mới thích Tiêu Phong. Cái thế là em diễn giải cho trời em một bụng Kim Dung luôn à. Thế là em Tiêu Phong do chúng đài. Rồi bạn này tiêu luôn. Dạ. Rồi dính luôn. Kiểu tỏ tình không phải soái ca Hàn Quốc mà là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp, phu nhân, phu quân các thứ. Em nói là... thế là gục ngã lúc nào. Em nói là nhớ cái câu nào mà khiến cổ ấn tượng. Dạ em nói là phu nhân này à. Vậy bây giờ nàng có nằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Đó đúng rồi. Rồi á, nương tử nói như thế nào vậy nha? Dạ, anh trả lời sao? Nói, dạ, thiếp bằng lòng đó mà. Ồ, tôi ghét mà. Rồi đêm đó là dính luôn. Dạ, đêm đó tụi em quen nhau. Là sáng hôm sau là nắm tay. Là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này, em rước bạn này đi học. Thì bạn này chạy lên quận 2. Nhà em ở ngay chỗ nhà bè. Trời ơi, dạ. Sao dữ vậy? Dạ. Thì đó 4 tháng trời là đeo dính vậy luôn á. Vậy đó hả? Dạ. 4 tháng. Rồi là 4 tháng sau là cưới luôn. Dạ không, lúc đó là em ngỏ lời cưới. Rồi xong rồi 2 tháng sau nữa là cưới, là quen 6 tháng. Là 6 tháng. Tháng là dạ, cưới. Dạ. Cưới này được coi như cũng mấy năm năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Cái lúc yêu thương nhau á, cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không? Trời ơi quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này. Tại vì nói là hả ngoại hình không có đẹp, rồi lại này nọ các thứ, rồi nhà xa. Đó sợ mai mốt rồi, lỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ. Thế là không có cho quen, rồi cấm cản, rồi không có cho tiền em đi học luôn.